Okay, Google. Can you play some Vietnamese songs? Sure, check out this Viet Song station on YouTube. Stop playing music. Oh. Hello. Dạ chị ba. Chị xin lỗi gọi chị ba trễ quá. Em tính gọi hỏi coi ngày mai chị ba tính đi sao á? Là chị ba đi riêng không có đi chung với em phải không? Ngày mai nhí cứ đi đi, chị ba đi riêng. Rồi có gì á chị ba để xe ở nhà Hồng á, rồi có gì đi chung xe với ra nhà thờ. Dạ. Chị ba tính vậy á, rồi về nhà Hồng mà có gì chị ba lễ xong chị ba muốn về nhà, rồi chiều chị ba lên còn biết ở lộn quay nhớ lại cho nó dễ. Dạ. Ok, ngày mai mai. Sao nhỉ? Tại hồi nãy em có nhắn tin với Hồng á, Hồng nói chắc ngày mai ở nhà trên đó chuẩn bị đi khoảng 10 giờ là chuẩn bị mình xuất phát từ nhà đi tới nhà thờ, nên nếu mà chị ba đi thì chắc chị ba tới trước 10 giờ là được. Ok nhé. Dạ, dạ rồi. Có gì chị ba tới, có gì đi chung xe với nhé. Chị ba Dạ. để xe ở nhà Hồng. Dạ rồi chị ba, em gọi để hỏi Ok. hỏi lại lần nữa. Cảm ơn Nhí nha, tính Dạ. gọi Nhí mà nói quên nãy nãy không gọi chị ba nói chuyện mà tính gọi Nhí xong chị ba lại quên. Dạ, dạ Thôi rồi. Dạ rồi, chị cảm ba ơn ngủ Nhí ngon. nha. Dạ. Nhí ngủ ngon nha. Dạ, dạ rồi, dạ ba chị ba. Bye. Hey Google, stop playing music. Đây là cái quần tây đen. Ngày mai mình sẽ đi quay phim cho đám cưới bạn của mình ở trên đây tầng. Mình sẽ mặc quần tây với lại áo sơ mi. Bây giờ mình sẽ xếp cái đống đồ này. Rồi chút nữa mình sẽ ủi sẵn cái bộ đồ, tại sáng nay mình phải đi sớm. Mình sẽ quay cảnh hậu trường á. Mình sẽ quay phim đám cưới cho bạn của mình. Bạn của mình nhờ mình quay giùm nên sáng mình phải dậy sớm để chuẩn bị. Dỡ bỏ vô tủ. Mấy cái áo thun của mình thì mình máng lên. Mấy cái áo lá trong thì mình xếp lại, còn cái này là cái áo thun mặc ở ngoài. Mình máng lên cho nó không bị nhăn. Còn mặc ở trong thì không cần thiết. Mình thích mặc màu trắng với màu đen. Màu đỏ lúc đầu mình về mình cũng không thích lắm, nhưng mà mặc một thời gian cái màu này giặt giặt sấy riết rồi nó bạc màu á, và nó hơi cũ cũ á, nên mình cũng rất là thích mặc. Chứ lúc mới đầu mua về cái áo màu đỏ mình không có thích mấy, nhưng mà nó tại này nó màu trơn á. Áo đen của mình mặc riết cũng bạc màu luôn rồi.
Cái loại này mình mua trong Express. Nó có cái cỡ extra small, cái size nhỏ hơn cái size nhỏ nè. Size nhỏ là small, còn cái size mà extra là nó nhỏ hơn nữa, extra small. Cái loại này thì mình mặc vừa. Cũng đơn giản, mình mua mấy cái này về mình mặc đi làm nên tiện. Hồi xưa thì mình lại thích mặc áo sơ mi, rồi sau cái thời gian đó thì mình mặc áo thun. Lúc trước cơ thì mình không thích mặc quần jean, nhưng mà sau này thì mình cũng đổi cái size rồi mình mặc quần jean nè. Quần jean mà bị rách á, mình phải trả thêm tiền cho người ta cắt cái quần mình để nhìn giống như là quần nó bị rách vậy, từ 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 ra. Đây. Đó, đây là mấy cái quần của mình để đi làm nè. Đi làm đi chơi gì cũng có một cái thôi. Quần jean hồi xưa mình không mặc nhưng mà bây giờ mình mặc thì mình chỉ có duy nhất có hai cái quần jean thôi. Còn bao nhiêu là quần tây đen. Mình thích màu đen, mình thích quần tây. Còn mấy cái quần này lúc đầu mình cũng không thích mấy nhưng mà mặc thời gian thì cũng thích. Cái này kêu là jogger. Ở dưới cái ống quần nó bó lại nè. Ở trên thì nó phùng phình, còn ở dưới thì nó bó lại. Cái style này hơi bụi. Đó, mình đi kèm mặc áo kèm với áo thun á. Mình đi làm mình cũng thường hay mặc cái này, nó thoải mái. Quần tây thì giống như mình có đi ra ngoài mình đi tiệc gì thì mình mặc quần tây. Hồi xưa thì mình làm cái gì mình cũng mặc quần tây hết á. Sau này thì có cái quần jean với cái quần jogger này đổi qua đổi lại á. Giờ thì đi ủi đồ. Đây là cái mấy cái áo sơ mi trắng của mình. Mình có cái áo J-Crew á. J-Crew này mình mua mua trong tiệm đây nhưng mà nó để là Made in Mauritius hay là gì đó, mình không biết đánh dạng sao nữa, nhưng mà mình nhớ có một cái J-Crew mà nó để là Made in Việt Nam á. Hình như có một mấy cái áo nó để Made in Việt Nam luôn. Ở đây mình rất là thích mặc áo trắng. Áo trắng không nè. Mấy có mấy áo sơ mi trắng mà mặc mà mồ hôi của mình hay là sao á, mấy cái cổ áo nó bị vàng hết rồi. Nó mặc riết thời gian nó cũng ố ố ố nên mình bỏ đây mình không giặt. Đó. Ngày mai thì mình chỉ mặc áo sơ mi thôi, áo sơ mi với lại quần tây. Ở Việt Nam khi ủ đồ mình có một cái bình nước để mình xịt vô cho cái dải nó thẳng. Ở đây thì cái bàn ủi của mình nó có sẵn cái hơi nước luôn rồi, mình chỉ cần châm nước vô cái bình chứa nước của nó thôi. Ồ, tràn tràn tràn. Đổi cái quần trước đi. Đồ ở bên đây mình giặt xong mình sấy lúc mà nó còn nóng á, mình vũ vũ ra nó cũng thẳng nữa, xong mình móc lên nó cũng thẳng nữa. Nhưng mà để cho nó đẹp thì mình sẽ ủi cho nó thiệt là thẳng luôn. Tại vì ngày mai là ngày rất là quan trọng, mình muốn ăn mặc thật là chỉnh chu, đi quay phim cũng phải đẹp chứ, đúng không các bạn? Mình là người người ta gọi là chuyên nghiệp mà.
sẽ đem máng lên, móc nó lên, treo lên. Ơi, quần áo đâu, bây giờ mình chuẩn bị xong rồi. Công việc tiếp theo của mình là kiểm tra pin của máy quay phim, sau đó kiểm tra thẻ nhớ, coi là thẻ nhớ có còn đủ dung lượng hay không. Rồi nếu mà ấy thì mình sẽ xóa bớt đi, ngày mai thì có để mà quay. Cục này sạc đầy rồi, cái cục này của cái máy Sony. Đổi cục jack luôn. Đã qua đổi lại. Nhớ thì mình đang dùng đây cái thẻ 256 của mình. Mình có cái thẻ 256 nhưng mà bữa trước mình bỏ vô máy tính mình chỉnh sửa phim. Bình thường thì mình sẽ chép ra một cái ổ rời nữa, nhưng mà mình làm biến mình không chép, mình cắm vô cái máy tính của mình xong mình quên xong mình bỏ vô cái ba lô của mình á, làm giờ nó bị cong vậy nè. Nó bị cong giống như nó gãi, nó sắp gãi luôn mà chưa gãi. Đợt trước mình cũng bị một cái thẻ rồi, bị cái thẻ 128GB của mình, cái này Extreme Plus thôi, 128GB của mình cũng bị ban một lần luôn. Nó gãy, nó sắp lật lìa lật lội luôn rồi, mình lấy băng keo mình thép nó vô. Nhưng mà nó bỏ vô máy tính thì nó vẫn đọc được, bỏ vô máy quay phim thì nó vẫn nhận được cái thẻ, nó vẫn ghi. Cái này máy tính vẫn đọc được, mình hy vọng là khi bỏ vô máy quay phim nó cũng nhận luôn. Có vậy. Nhưng mà không sao hết, mình có mua thêm một cái 128 với một cái 64 nữa. Một cái Extreme Plus với lại một cái Extreme Pro. Mình rất là thường hay đi Best Buy á. Mình thấy khi nào mà nó giảm giá thì mình mua. Mình thấy cái này nó giảm giá, mình mua về. Có dịp mình về Việt Nam mình cho bạn mình, nhưng mà nếu mà trường hợp mình cần sử dụng thì mình cũng có thể lấy mình sử dụng. Thật ra thì mấy cái thẻ kia nó cũng thật ra thì những cái thẻ mà mình đang có bây giờ dung lượng nó cũng rất là nhiều, quay không có hết. Nếu mà mình xóa hết những cái phim cũ của mình á, mình có những cái lúc trước mình sử dụng cái ổ đĩa này nè, ổ đĩa di động á, mình chép vô đây, nhưng mà cái loại này nó hay bị hư lắm. Nếu mà mình không có bỏ trong một cái túi bảo vệ, mình bỏ trong ba lô của mình quăng lên quăng xuống á, rồi cái con mắt đọc trong đây nó bị lỗi á, nó không có đọc được. Khi mình chỉnh sửa phim thì mình hay chép nó vô cái ổ đĩa này, scan disk. Một cái 500GB với một cái là một cái 250GB với là một cái 1TB. Khi mình quay phim tu trong cái thẻ nhớ, sau đó mình chép qua cái này để mình edit phim, rồi xong mình xóa trong cái thẻ nhớ của mình tất cả những cái mà tất cả những cái cảnh mà mình quay luôn. Mình sau khi chỉnh sửa mình vẫn giữ lại cái bản gốc của nó, thì mình lưu lại tất cả trong đây. Lưu lại tất cả trong cái này, nó chuyển qua cái này bớt, rồi xong bỏ nhà. Tại vì cái này nếu mà mình mang theo nhiều á, da đập nhiều thì nó con mắt độc trong đây nó dễ bị hư lắm. Nó có loại bằng metal, có nghĩa là bằng kim loại á, thì cái loại đó chắc chắn hơn, còn cái loại mình bằng nhựa. Mình cũng có một vài cái metal nữa, nhưng mà metal thì nó mắc. Sử dụng cái này thì nó nhỏ gọn hơn. Tốc độ đường truyền nó cũng nhanh nữa. Cái này là cái ổ SSD nên đường truyền tốc độ đọc nó nhanh lắm. Sử dụng cái này edit rất là tiện. Đây là cái speaker mình mới mua, nó có cái Google Assistant. Hi, what can I do for you? Okay, Google, can you set up the alarm at 5 o'clock? Got it. Your alarm's set for 5 a.m. Bây giờ mình chuẩn bị đi lên nhà của bạn mình. Mình nói là khoảng 7 giờ mình tới, nhưng mà bây giờ là gần 7 giờ rưỡi rồi. 7 giờ rưỡi bây giờ mới xuất phát, lên tới đó thì chắc khoảng 8 giờ. Thì mình dậy trễ hẹn đồng hồ, nhưng mà dậy không có nổi.
thì xuất phát chuẩn bị đi. Đó, mình sáng mình uống tính ghé Starbucks mua cà phê nhưng mà trễ giờ rồi nên chắc mình không có ghé mình mua. Mình lấy chai nước ở nhà mình uống. Này là nước yogurt thôi. Da ua nhưng mà nó lỏng á. Nó không có như da ua đặc. Cái này là nước. Chào buổi sáng các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở trên nhà của bạn mình nha. Bây giờ mình phải lái xe rồi nên mình sẽ tắt cái camera của mình. Ở phía ngoài sau nhà thì mình thấy anh Bo với Hồng có trồng một cái luống rau. Ở đây thì mình thấy có trồng rau muống với lại ớt. Ở dưới thì mình thấy Hồng với lại anh Bo có trồng thêm, đây là rau húng quế, ớt, cà chua. Phần ở dưới đây thì có hành lá với lại rau diếp cá. Chậu này là chậu hẹ. Thì cái khu vườn nhỏ cũng, diện tích cũng nhỏ nhưng mà vừa đủ để cho hai vợ chồng có thể nấu những cái món Việt Nam, có thể hái rau, hái ớt vô để làm đồ ăn đồ. Bây giờ thì mình đang chờ cùng với gia đình của cô dâu chú rể đi tới nhà thờ để làm lễ hôn phối. Không khí ở nhà cô dâu chú rể thì cũng rất là yên ắng tại vì ba mẹ thì ở nhà riêng, ba mẹ của cô dâu, ba mẹ của chú rể thì ở nhà riêng. Ở nhà này thì chỉ có cô dâu chú rể với lại hai cô chú từ hai cô chú ở phía bên mẹ của chú rể là anh Bo á, ở bên Texas đi qua, ở Houston, Texas. Thì nãy giờ mình cũng nói chuyện với chú tí xíu. Anh Bo có pha mình ly cà phê của chú mang từ Texas qua nữa. Cái loại cà phê này là cà phê phố làm ở bên Việt Nam. Thì không phải là của tập đoàn Trung Nguyên, một cái thương hiệu khác nữa. Thì mình lên đây mình tính quay lúc mà trang điểm cô dâu á, nhưng mà Hồng nói thì không có kêu ai hết, chỉ ở trong nhà mình tự trang điểm thôi, nên cái phần này thì mình chỉ quay cho trong nhà xem thôi. Bây giờ mình sẽ vô trong nhà mình quay thêm tí xíu nữa trong lúc mà mình chờ đi tới nhà thờ để làm lễ.